Mission Palm, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Westminster, cung cấp dịch vụ y tế và vật lý trị liệu cao cấp 5 sao cho cá nhân sau chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh nặng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị cảm thấy yên tâm, thoải mái với các dịch vụ chăm sóc tân tiến nhất. Mission Palm tự hào phục vụ cộng đồng người Việt hơn 20 năm. Hàng ngày với các thực đơn Việt Nam có những chương trình giải trí tôn giáo cho người Việt, đội ngũ y tá và nhân viên Mỹ Việt chuyên nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi cho chúng tôi 714-892-6686. Dạ, xin kính chào quý vị. Kim Độ ở Mission Palm lại xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ 6. Thưa bác sĩ, chào, kính chào bác sĩ Trí Đạo. Bữa nay mình lại gặp nữa và mình nói cái đề tài về bệnh COVID ở trong bệnh viện và nursing home. Thì bác sĩ cho ý kiến về ngay bây giờ trong bệnh viện đó, là Kim được biết là bác sĩ vô bệnh viện Orange Coast với Fountain Valley, hai cái bệnh viện đó là chính bác sĩ đang coi bệnh nhân trong đó ngay bây giờ. Thì bây giờ tình trạng ở bệnh viện ở trong đó đó là cái COVID nó còn nhiều không thưa bác sĩ? Kính chào chị và kính chào quý vị khán giả. Bệnh COVID ở bệnh viện bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Tuần trước mình cũng có một bệnh nhân mà cũng có vaccination với lại booster đầy đủ. Nhưng mà vẫn bị COVID. Mà lần này là COVID là cái gì nữa bác sĩ? Kim được biết đó là lần đầu á là Delta, rồi lần thứ hai là Omicron, lần thứ ba nữa bây giờ là đang bị cái bệnh COVID gì mà BA gì đó phải không bác sĩ? Thật sự thì mình do bệnh viện mình chỉ test COVID thôi. Nhưng mà mình không có biết cái loại chính xác là loại gì. Loại cái đó là do public health người ta check, còn còn mình chỉ biết là có bị COVID. Chứ không phải là BA2 gì phải không bác sĩ? Trong nước Mỹ bây giờ 99% là Omicron. Omicron thì BA2, cái loại variant, sub variant nó có càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cái đó nó có nguy hiểm tới tính mạng hay là nó có trầm trọng gì không thưa bác sĩ? Theo cái tin tức thì nó nhẹ hơn mấy cái trước. Tốt quá. Nhưng mà mình có nhiều thứ của cái COVID mình vẫn chưa biết được. Nó có thể thay đổi. Nhưng mà thuốc, có thuốc gì bây giờ chữa trị cho mấy cái bệnh COVID này không thưa ạ? Cũng bây giờ mình cũng có một số thuốc giống như nó tùy theo cái người bệnh nhân. Mình phải coi bệnh nhân bệnh nhẹ, vừa hay là bệnh nặng. So mình phải coi cái, nếu mà bệnh mild or moderate, có nghĩa là nhẹ hay vừa, thì mình có thể chữa outpatient, chữa ngoài ở nhà hoặc là nursing home. Còn bệnh nặng có nghĩa là khi mà cái oxygen của mình nó xuống dưới 93% thì mình cho nhập viện để mà mình chữa. So khi bệnh nhân bệnh nhẹ hoặc vừa thì mình có thể có mấy cái thuốc giống như monoclonal antibodies để mình có thể truyền ở ngoài office, ngoài văn phòng. Còn hoặc là mình có thể có cái thuốc của Pfizer kêu là Paxlovid để cho bệnh nhân uống. Thì cái thuốc đó nó theo cái nghiên cứu thì nó có khoảng chừng 90% là để giảm cái cơ hội bị chết, nhưng mà nó phải uống trong vòng 5 ngày sau khi mình có cái triệu chứng của COVID. Thì cái đó nhiều khi cũng làm cho mình phải gấp gáp để mình kiếm ra được cái bệnh COVID ngay lập tức để mình uống. Thì cái thuốc đó nó dùng hai cái thuốc, một là cái thuốc nimepivir với lại cái thuốc kia là ritonavir. Thì cái thuốc đầu tiên á là cái thuốc nó chống cái con virus để nó không có cho con virus nhân lên. Còn cái thuốc thứ nhì á là nó để làm chống cái sự tiêu hóa của cái thuốc thứ hai, cái thuốc thứ nhì á nó chống cái sự tiêu hóa của cái thuốc thứ hai ở trong cái gan á. So để cho giữ cho cái thuốc thứ hai nó có thể hoạt động được để nó chống con virus. Thì cái thuốc đó nó bây giờ đã được FDA approve và nó có thể được cho bệnh nhân uống.
Thì khi mà mình thấy bệnh nhân mà có mild to moderate, có nghĩa là nhẹ với vừa, mà có high risk là có cơ hội cao để có thể bị nặng á, thì mình mới cho thuốc đó, giống như những người trên 65 tuổi, những người có bệnh tiểu đường, những người mập, hoặc là những người có những cái bệnh giống như là ung thư, hay là on chemotherapy mà có cái sức đề kháng yếu, và có những cái người bây giờ những người không có vaccination đó, trở thành những người high risk là có thể có cơ hội để vô bệnh viện nhiều hơn, và những người có bệnh phổi giống như là hút thuốc lá hay này nọ vân vân, thì cái đó mình có nhiều chi tiết lắm, nhưng mà đại khái là khi mà bệnh nhẹ hoặc vừa mà có cơ hội vô bệnh viện cao thì mình có thể cho cái thuốc Paxlovid ở ngoài. Còn cái thuốc monoclonal antibody nó cứ thay đổi liên tục, tại vì cái con vi trùng virus nó thay đổi, thành ra có khi mới đầu có 5 cái monoclonal antibodies mà mình dùng, mà nó cũng bây giờ những cái đó không có hiệu quả nữa. Thành ra nó cứ bị thay đổi hoài, thành ra nhiều khi mình cũng không có biết chắc nữa. So cái thuốc Paxlovid á, ngay cả cái thuốc Paxlovid nó cũng là được nghiên cứu bởi những cái con virus trước. Thành ra bây giờ tới cái con virus này mình cũng tạm thời thì nó vẫn được authorize để dùng. Còn khi mà mình vô bệnh viện á, thì mình có thuốc remdesivir, có nghĩa là cái thuốc đó nó chống con virus không có nhân lên được, để giết con virus sớm, nhưng mà cái thuốc đó hiệu quả khi mà mình cho sớm, trước khi khi mà mình mới bị symptom, mới bị triệu chứng khoảng chừng mấy ngày. Còn khi mà mình bị triệu chứng lâu hơn cả chừng 7 ngày á, thì cái thuốc remdesivir nó cũng không có hiệu quả lắm. So có hai cái cách mà mình đánh cái con cái con virus này, là mình chống cho nó không có nhân lên được bằng remdesivir, xong rồi khi mà nó vào vào bệnh viện á, thì mình cũng cho thuốc steroid kêu là Decadron để mà mình chống lại cái sự cái sự inflammation, cái sưng lên, cái sự miễn nhiễm của mình mà nó làm sưng lên trong cái cơ thể của mình, thì làm cho con làm cho cái hậu quả của cái COVID nó nhẹ hơn. Thì hai cái thuốc đó nó cho thấy là mình có thể làm cho cái bệnh nhân không bớt bị chết, chứ lại bớt bị ở bệnh viện lâu, để cho bệnh nhân về nhà sớm hơn, hoặc là nếu mà bệnh nhân mà yếu quá thì mình cho vô nursing home. Dạ. Thì nói tóm lại là bác sĩ đã rất là trình bày rất là rõ. Còn bệnh nền là những người bệnh nhân mà nặng quá hả bác sĩ? Thì là họ nên đi vào bệnh viện chứ mình không nên chữa trị ở nhà. Thưa có đúng không? Nếu mà họ bị COVID. Bệnh chỉ khi nào mà cái oxygen level, cái mình đo cái oxygen trong cái tay á, Dạ. nó mà dưới 93% thì mình mới cho vô bệnh viện thôi. Dạ. Còn nếu mà khi mà cái oxygen nó vẫn tốt hơn 93% á, thì mình không có cho vô bệnh Được. viện, mà mình uống thuốc Paxlovid ở nhà. Ok, Khi thì mà mình những nên người chữa mà trị có ở bệnh nhà. nền, hoặc là lớn hơn 65 tuổi, hoặc có nhiều khi lớn hơn 55 tuổi vẫn vẫn được uống. Dạ, tốt quá. Thì nói tóm lại là Mission Palm là ở ngay cái tọa lạc là 240 Hospital Circle ở đường Beach and Westminster. Ở đây có 95% là người Việt Nam, thì đa số cái group của bác sĩ là Alpha group, là có bác sĩ Việt Nam, bác sĩ người Hoa và tiếng Anh. Thì có ở nơi bệnh nhân ở nơi Mission Palm rất là nhiều, và ở đây là short term và long term, ngắn hạn và dài hạn để mà tập vật lý trị liệu cho các bác. Thì bây giờ đó thì nói nôm na đó là cái COVID bây giờ nó cũng giảm dần và nó cũng không có còn là cái vấn đề mà quan trọng nữa, phỏng thưa bác sĩ. Cái COVID nó đỡ rồi, Dạ. cái đó là nhờ cái vaccine, cái vaccine mình kêu là một cái sự phát minh rất là Tiến like bộ. a miracle Dạ. của cái nền kỹ thuật bây giờ. Dạ. Thì cái vaccine nó làm cho
mấy trăm triệu người trong nước Mỹ này có sức đề kháng cho cái con virus, chống lại. Còn những người mà họ không chích cái vaccine, họ không có believing, họ không có tin là cái vaccine nó sẽ work, thì là mấy người đó sẽ bị bệnh nặng, phải không thưa bác sĩ? Dạ, thì mấy người đó tùy người, có người sẽ bị bệnh nặng hơn, nhưng mà đa số là có thể bị bệnh nặng hơn là những người kia. Và cái vaccine thì mình có cái Pfizer, Moderna, lại Johnson & Johnson, thì sắp tới họ cũng có thể FDA đang coi có thể approve cái mới kêu là Novavax nữa. So tạm thời thì mọi người đều có được cái shot thứ 1, thứ 2 và thứ 3. Rồi vừa mới được approve cái shot thứ 4 cho những người trên 50 tuổi. So cái mình hiểu là cái vaccine này nó cũng có hiệu quả một thời gian thôi, tại vì sau khi một thời gian nó sẽ làm cái sức đề kháng mình yếu xuống. So những người mà nguy hiểm vẫn tiếp tục phải chích vaccine. Và hiện tại thì thấy là cái những người 50 tuổi trở đi là được qualify, được là chích mũi chích thứ tư. Và những người mà có những cái bệnh nền cũng cần phải chích cái mũi thứ tư để mà bảo vệ mình nhiều nhưng hơn. Mà Kim được biết á bác sĩ, là cái cộng đồng Việt Nam mình á, họ rất là nhiều người chích, thành thử ra cái sức đề kháng của họ rất là an toàn. Đa số là người Mỹ thôi, người ngoại quốc thì là họ không có believing cái chích cái vaccine thôi. Chứ còn người Việt Nam, cái cộng đồng Việt Nam mình rất là rất là theo cái recommendation, theo những cái lời khuyên của cái hội y sĩ. Thưa đúng, đúng. Thì cái đó là chuyện tốt. Thì người Việt Nam mình làm những cái vaccine đó thì đỡ phải bị bệnh nặng, thì thành ra trong bệnh viện mình cũng thấy bớt hơn. Chỉ có những cái người mà vô mà có vaccine rồi nhưng mà có bệnh nền thành ra, hoặc là tiếp tục hút thuốc lá, thành ra cũng nguy hiểm lắm. Dễ bị. Vì trong chỗ của Kim Đỗ đó thưa quý vị, là 10 người bệnh nhân Việt Nam đó, đa số đó thưa bác sĩ là 9 người Kim được biết là họ đã chích rồi. Nhưng mà có người chích 3 mũi, rồi có 1-2 người là chích 2 mũi thôi, nhưng mà đa số là 3 mũi Kim được biết. Nhưng mà còn nếu mà người Mỹ hoặc là cái người Mỹ đó, thì là 10 người của họ thì Kim được thấy có cỡ chừng 3 người của họ là họ chưa chích. Là người ngoại quốc á. Thì có khoảng chừng 20-30% của người Mỹ là họ không muốn chích. Họ không có tin là cái vaccine đó là it's really working, nó có sức khỏe đề kháng nó tốt, là họ không có. Cũng có nhiều lý do, có nhiều khi thuốc mới quá mà họ chưa có tin. Và những cái giống như những cái thuốc này cũng là dưới cái EUA, có nghĩa là emergency, tạm thời nguy giống như nguy kịch đó. Cái tạm thời authorization, cái approval tạm thời thôi. Mình có nhiều người họ muốn đợi cho nó full approval là xong xuôi. Full approval thì Kim nghĩ lỡ có chuyện gì khác nữa thì nó xảy tới cái sức khỏe mình lại không an toàn. Nhưng mà hình như mấy cái vaccine cũng được full approval rồi. Thì cái nhất cái nhì, nhưng mà mấy cái sau á mình cũng tạm thời thôi. Cảm ơn bác sĩ cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Và các quý vị nào trong tương lai có cần bác sĩ vô thăm gia đình ở trong bệnh viện, hoặc là qua nursing home của cô Kim Đỗ ở Mission Palms, thì bác sĩ Chí Đạo Nguyễn là người tốt nhất để mà liên lạc. Rồi của bên Kim Đỗ ở Mission Palms thì các quý vị được biết đó là ở đường Beach and Westminster, nơi đây có 95% là người Việt Nam, đều có tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên, truyền hình, ca nhạc, rồi ăn uống, tập thể dục, sinh hoạt. Tất cả nơi đây đều có người Việt Nam nhân viên để giúp cho các quý vị
cần những cái chỗ mà rehab ngắn hạn và long term dài hạn, thì ngay bây giờ đó thì Kim chỉ có ngắn hạn mà thôi, tại vì cái dài hạn thì ngay bây giờ đầy hết rồi. Thì bác sĩ theo như bác sĩ nói đó là khi mà bệnh nhân xuất viện ở trong bệnh viện, nếu mà khỏe thì đi về, còn không nữa là mình qua những cái short term và long term để mà mình điều trị thêm 2-3 tuần, 3-4 tuần tùy theo cái bảo hiểm của mình là họ đồng ý cho mình ở đó bao lâu, thì để cho sức khỏe mình an toàn thật tốt và an toàn trước khi mình đi về. Thưa, có đúng không bác sĩ ạ? Dạ đúng. Dạ đó. Dạ. Ừ. Thì đại khái là ngay bây giờ đó là mình có thuốc chữa trị COVID và ai cũng đa số là cái người Việt Nam của mình đã chích COVID rồi thì mình rất là an toàn ngay bây giờ. So thuốc chữa trị COVID cũng có, mà thuốc ngừa COVID vaccine cũng có. Dạ. Và mọi người vẫn tiếp tục giữ khoảng cách nếu nếu được. Và 6 feet apart đó hả bác sĩ? xin lỗi, bây giờ thì sao Kim không thấy 6 feet nữa? Bây giờ thì cái đời sống của mình cũng trở lại bình thường rồi. Yeah. Không có giữ 6 feet apart nữa. Yeah. Và cũng bớt không có đeo mặt nạ nữa. À. Khẩu trang nữa. Và nhưng mà thấy bà con ngoài kia vẫn bạc ti đồ bình thường. Dạ vẫn. Đúng rồi, tại vì thứ nhì nữa là tại vì Omicron nó nhẹ hơn. Yeah. Nó làm cho mọi người có cái sức đề kháng hết rồi. Okay. Và đa số đều bị nhiễm Omicron hết rồi. Yeah. So thành ra bây giờ ai cũng trở lại bình thường. Thành cái đó là điều tốt. Còn mình chỉ mọi người chỉ giống như cơ quan nhà nước họ chỉ canh chừng cái Omicron để coi chừng nó có trở lại những cái variant rồi. Yeah. Có những con vi trùng nào mới mà nó biến hóa không. Yeah. Để mà mình đề phòng. Yeah. trừ trường hợp nó trở thành nặng hơn thì nguy hiểm hả. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ cũng trở thành bình thường, chỉ make sure mình rửa tay nhiều và mình đừng có bạc ti nhiều quá on the weekend. Mình bị bệnh thì mình đừng có đi chơi. Dạ đúng. Dạ. Thì thưa quý vị, Kim được biết đó là nhiều người đó họ cũng vẫn đi bạc ti cuối tuần, họ đi nhiều cái event đó thưa bác sĩ, rồi họ vẫn ăn uống nhậu, những cái quán nhậu bây giờ thấy đầy trở lại hết. Dạ, rồi thưa bác sĩ. Thì cái chuyện đó bình thường rồi. Dạ. Dạ. Mình cũng không có dám nói với người ta đừng có làm những chuyện bình thường của cái đời sống, tại vì mình cũng làm giống như vậy. Mà ngộ lắm bác sĩ, nhiều người họ là nói với Kim á, nhiều khi á, mình đi thử cái PCR đó là positive, rồi mình thử cái mà about in 15 minutes, what do you call, I forgot. Antigen. Dạ đúng rồi, thì nó lại positive. Thì bây giờ không biết cái nào mà hai cái positive hết thì tốt rồi. Không, nhưng mà một cái là một cái là dấu trừ và một cái là dấu cộng. Thì cuối cùng cái PCR thì tốt hơn. Dạ. Là lúc nào nó cũng đúng cái phải không ạ? Cái PCR đúng hơn. Dạ. Oh, I see. Đúng rồi. So mình làm cái antigen xong rồi, nếu mà mình nghi ngờ thì mình làm cái PCR để mình confirm nó. Mà cái PCR mà nó khác cái antigen, có nghĩa là cái PCR tốt hơn. Mà đôi lúc đó bác sĩ, Kim cũng nghĩ là nó cũng sai trong đó hay sao đó. Nhiều khi không có một cái symptom gì hết, nhưng mà trong cái PCR nó vẫn là dấu cộng. Dạ, không có cái test nào 100% hết. Dạ. Cái test nào cũng có một số phần trăm có thể bị sai. Dạ. So nếu mà mình không có symptom, mình không có triệu chứng gì mà thì mình đừng có test. Dạ. Nếu mà mình test á, có khi mình phải screening test. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình test những cái người không có symptom nhiều quá, nó sẽ ra là có nhiều cái false positive nó hiện lên. Mà có cái hay nữa, cái mới trong cái testing của cái COVID là khi mà bệnh nhân vô bệnh viện á, mình test cái COVID. Nó gọi là rapid test, right? Bây giờ trong bệnh viện làm lẹ lắm. Trong vòng có 10 phút là có kết quả. Mình không có làm cái antigen trong bệnh viện, mình làm cái PCR, cho nó cũng lâu hơn chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó ra kết quả là positive á, thì mình có thể coi trong cái kết quả positive, mình có thể coi một cái kêu là cycle threshold. Thì so mình click vô cái đó thì nó ra cái cycle threshold, có nghĩa là khi mà nó run cái test á, có cái cycle threshold số 10, có cái cycle threshold số 35. Nhưng mà khi nó run cái test 10 lần á,
có nghĩa thì nó positive, có nghĩa là có nhiều vi trùng ở trong cái mẫu xét nghiệm đó. Còn có cái mà 35 á, thì nó phải run tới 35 lần nó mới ra được cái positive, có nghĩa là cái con vi trùng đó ở đó lâu lắm rồi, giống như cả tháng rồi hay mấy tháng rồi. Sao có mấy bệnh nhân mà đúng vậy, có COVID 2-3 tháng rồi nó vẫn test positive, nhưng mà mình check cái cycle threshold thì nó ra là 35 lần, so mình không có isolate họ nữa. Mình mà bây giờ rất nữa. Là nhiều người bác sĩ nói với Kim này chứ, ô COVID hay không họ không care nữa, họ just quarantine ở nhà, họ cũng không dám đi check mà họ cũng không dám bác sĩ nữa, họ cứ ở nhà họ tự chữa lấy thôi. Có nhiều người họ sợ COVID mà mình cũng không có hiểu sao họ sợ dữ lắm. Mình đi ngoài đường mình thấy họ trong xe họ đeo mặt nạ đồ, không có ai trong xe hết mà họ vẫn rất là kỹ. Họ rất là kỹ. So, tùy người thôi, có người cái đó là tùy cái comfort zone của mỗi người. Okay. Mỗi người thoải mái sao. Có nhiều người người ta nằm nhà suốt ngày không bao giờ dám đi ra, 2 năm rồi mà họ bây giờ nó chết. Bình thường rồi họ vẫn không dám đi ra. Họ sợ chết đó bác sĩ, họ còn đang yêu đời và sợ chết. Nói tóm lại đó là bác sĩ Chí Đạo với Kim Đỗ đã có cuộc trò chuyện nói chuyện với thư của quý vị ngày hôm nay. Thì xin hẹn quý vị lại tuần sau. Và kính chúc quý vị một ngày thật là vui, hạnh phúc bên người thân. Và các quý vị nào có câu hỏi, xin vui lòng gọi lại cho Kim Đỗ ở số là 714-892-6686. Còn không thì cái số cầm tay của Kim là 714-867-3081. Xin thành thật và cảm ơn quý vị.